Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại đây. Sao Bao TV. Anh em mình vừa đi xin được một cái cốt khủng long ở trên núi gọi là Hoa Sơn về, là trên núi Võ Đan về, nướng siêu cay. Đây là xương là xương hổ của Võ Tòng đánh được tặng mà anh em ta mau. Võ Tòng đánh hổ ở trên đồi trên núi Võ Đan à? Đồi Tỉnh Dương. Kinh. Sao? Mọi người đã thấy phê chưa? Hôm nay ngon lắm rồi nhỉ. Một tảng này tan thịt luôn. Xong rồi ướp ăn sườn. Chua cay mặn cay ngon. Chua cay đây. Ăn phê lắm. Rất là cay. Hôm nay giá ao nướng. Ăn trong phê câu cá. Ăn phê lắm. Khả năng hai anh em mình cố gắng ăn từ giờ đến hết tuần. Lông hổ này. Đấy. To này. Nào mày lật được không? Lật được không? Đó, mỗi anh em một bên. Đây này, đây nha, mày cầm thế này này. Cầm thế, nào, nhấc lên, nào, vẩn lại. Ôi. Rồi, để tao ướp nốt bên này. Ôi, chạm củi rồi. Tí nữa đốt nó còn than thì không bị chạm. Ướp nốt bên này đã. Ăn to, ui, cái nước ăn cái tỉ. Hả, cái gì? Tỉ hổ, ăn không? Tỉ hổ. Sức mạnh, cơn cốt. Mày thịt hổ là bị tù đấy. Đấy mà hổ. Thì đây là lợn mà. Ừ. Thì em gọi đây là hổ. Hổ lợn à? Hổ lốn. Hổ lốn. À này ăn nhầm ngập mồm. Nào, lại tiếp tục. Lật quay lại. Lật lật lại. Chú ca. À, một ai. À. Ui, xả nó rơi xuống. Rồi. Bây giờ thế này nhá. Tôi ra để đốt. À ừ nhỉ, để đốt đấy nhỉ. Nó này chẳng khơi nhanh nhỉ. Thì tao ướp đốt này đã. Ui xoài. Kệ là tí nữa ăn xoài. Sao mày thích ăn xoài hay ăn thịt? Thịt xoài. À, anh mà trái xoài vào kiểu cái thịt thì ăn xoài. Chết luôn. Nào, cho cái chậu vào đây, cho cái chậu. Đấy, cho. Khơi nhanh lên luôn. Cho vào đây, nắng, cho đây nắng. Tao không đặt kìa thủ. Nó cháy nhá. Có kìa con bò. À. Rồi đặt đây. Ok. To đi. Lửa. Cái côn đi để đốt. Rồi lửa lên anh. Còn này sườn BBQ gọi bằng thụ. Anh ơi, phía trước thật trưởng. Thì đây là nửa con. Ôi dồi. Đây là nửa con khủng long bạo chúa. Rất là kinh điển. Ra đâu. Ừ. Cho nhét. Tiếp cái gì? Chấm nước cái mùi rồi. Chấm đi. Chấm miếng miếng. Dưa đây. Đây này. Chọc thẳng vào. Thấy chưa? Thông minh không? Rất là anh nhét bạch quần này nó phải. Rất này dễ nhóm củi. Nó khô nó chảy à. Nó chảy nước xuống dưới là đến đâu cháy đến đấy. Cô nguyên khoai tham mau. Ừ. Ừ, có than rồi anh ạ. Tôi đốt ra được rồi. Ừ, cái cây này. Anh ạ. Thôi cho lên. Cho lên nhé. Không biết chưa? Con nè. Con gì? Đây là nóng hơn này. Nó đừng chết nữa. À. Ồ, gì? Rồi. Ok. Quá. Bỏ mấy. Anh em mình cứ chèo dài đi. Từ từ. Cứ chèo tao trông đã. Xa xa. Đi theo nha. Ôi. Các bạn đã thấy phê chưa? Ở đây cho các bạn xem cận cảnh. Thì phê được. Có bưng luôn. À đây cho mọi người xem.
cốt khủng long của anh em mình. Kinh điển chưa? Ờ nhỉ. Tí nữa về lấy. Ú, chà 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 chà. Ê, nguyên cái cốt khủng long này đã. Kinh điển chưa? Phải nhỉ. Tí nữa nó vàng ngốp lên nữa. Ui giời, một phê. Lật, nhanh lên. Ui trời ơi, anh cầm ấy. Ê, cầm chéo tay sang để lật. Không, chéo. Bỏng. Chéo. Anh cứ đợi đi. Rồi, ok. Ui trời, rộng rồi. Tôi được quất. Quất thêm á. Ở đây để tao chế nước chấm đó. À, nước quết đó. Anh nghe thì em chế nước chấm nhé. Tí nữa mà thôi đã chín. Ơi, anh đừng quét vào cái tủy của em. Quét cho nó cay, nó ngon, tủy nóng thơ. Em ăn cái tủy đấy. Ngon. Nóng lắm. Cái này nó chơi này nó chín nhanh em cửa. Chín nhanh nhé, tại vì... Anh! Em ạ, à, đâu anh? Ăn xương khủng long không anh? Xương xương hổ của võ tổng. Xương khủng long. Đi quay đi. Vâng. Đi tiêu. Ui giời. Ui, thơm đấy. Vàng chưa? Ý, thấy chưa? Mọi người thấy phê chưa? Hơn BBQ chưa? Ừ, đỏ lửa. BBQ gọi bằng cụ rồi đấy. Tí nay em ăn cái sườn của mày nhé. Ừ, mày thích ăn chỗ nào mày ăn? Thế là xả nó hơi cháy cháy tí thôi nhưng mà rất là ngon đấy. Ai? Em ăn củi rồi. Mày ta đi lấy củi. Chín rồi. Dự kiến là khoảng tầm 15 phút nữa chín mọi người ạ. Rất là tuyệt vời. Trời ơi. Cái gì rồi. Cô Văn Kinh. Rồi, lại ngồi đợi thôi. Chém lại phải coi ở bên nơi à? Đi nào nhanh lên, chén rồi, chín rồi. Trời ơi, em ăn cái gì? Bỏ á. Đây, từ, bây giờ anh em mình treo lên đây nhá. Thao huyệt ra. Đây, từ. Đây, mày đặt ra đây để tao chuẩn bị treo. Rồi, ok. Ok, rồi, sang đứng đây giữ. Ô Văn Kinh, hôm nay sẽ ăn theo kiểu phong cách núi rừng. Núi cổ. Treo. Thì như anh ấy muốn như một con cháu con ăn một cái chú bài. Chú bài. Ui. Vào. Sau đây là màn ăn BBQ của anh em ta ba nhé. Nào mày ăn chỗ nào? Anh lấy thêm cái tủy. Tủy bây giờ, tủy bây giờ rút nào được? Tủy. Đấy. Các em cũng chưa. À đây, chợt. Mày ra lấy, mày quay cho mọi người xem cận cảnh đấy. Nhanh. Đấy đi. Cho mọi người xem cận cảnh. Ngon đến mức nào nhỉ? Ui xôi. Cho mọi người xem. Ui, chín hết nhá. Tuy là hơi cháy do xả, nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Đấy. Ngon không? Đây. Thấy chưa? Này, trong này còn có tủy này mọi người. Ý trời. Thấy chưa? Quê. Ấy. Ôi, chán thôi. Đây, này, cho mọi người này. Úsa. Wow. Mời các bạn miếng sườn bò BBQ nha. Mời mọi người miếng sườn khổng long gì nhỉ? Khổng long bạc ăn cái gì nhỉ? Con khổng long hai chân gì nhỉ? Nước chấm ngon. Quên mất hả? Bạo chúa ạ, chúa. Ăn theo kiểu buffet BBQ. Vâng.
À, đây nè. Thằng nào ăn thằng thì chẳng. Đây là anh Phương. Cái nó hơi xém với tầm quá. Thằng tầm với ớt chanh. Đây này. À, chó ngửi thấy mùi rồi. Bơi hết vào đây. Cái chuồng. Đó là cày đấy. À, ơi. À. Vào đây cho mình. Ném cho nó khúc xương chắc chết tòi luôn. Tìa. Tìa, tìa, tìa. Đó, đưa tao cắt tao. Ấy, chun luôn 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 nó qua đây. Phải móc về cái dây của nó cơ. Tìa, tìa. Cứ cắt ở đây đi đã, tí nữa. Giật cắt ra. Ấy, đây, 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 cả dây luôn này. Đấy, đấy, tớp, tớp, tớp. Ui, ui. Cắt, cắt. Wow, tùy lợn này. Ừ, cho tao, cho tao một nửa, cho tao một nửa. Ui, hẳn đấy. Đấy gọi là tủy. Tầm nhớ nè. Ok, mấy ok, bạn, miếng tủy, tủy con khổ nha. Cái vỏ dài với tưởng luôn á. Ngon. Dài thật. Ngồi dai dai nhỉ. Đây, cho mình miếng sụn nhá. Mắc cắn, dài. Ui, xì cũng ăn. Cậy người ta, mình có thịt hổ nhưng mà sợ. Thịt cũng ăn nhỉ. Nó hơi bị quá lửa mất rồi. Ngon anh ạ. Hơi khô. Ngon, rất là ngon. Thịt này, thịt ở trong kia này. Đây, chỗ này không quá lửa mấy này. Chỗ này chín tới này. BBQ gọi là tiệc đứng buffet. Tiệc đứng. Tiệc đứng gọi là buffet. Ăn đứng này gọi là tiệc đứng á. Buffet. Buffet kiểu chỗ nào người ta bày một dàn thức ăn này, mày đứng mày thích chọn cái nào tự mày tự xúc đó. Đây. Mày tự xúc, còn là đây cũng là tiệc đứng, mày thích ăn chỗ nào thì mày tự xẻo. Đấy lại xẻo chỗ nào. Khô mất rồi, nướng quá ngon. Mất rồi. Ngon, rất ngon. Dai à, con này thịt ngon này. Phê các bạn. Phê. À, chỗ này chín tới nè, ngon. Ngon. Món này kiểu gì anh em mình cũng đánh chén hết. Mà không hết thì lại khoảng tầm một tuần nữa sẽ hết. Đấy, xèo được thành khung luôn này. Ui, chín quá mật, chín thế. Khô mất. Hơi khô mất. Nó mà không khô thì... Nhưng mà vẫn ngon, khô đã thì ngon này các bạn. Nó mà không ngon nữa. Ăn này mơ mơ. Ơ, trong cái này ngon mà. Cái này ngon ở trên. Mơ mơ ngọt rồi. Nhờ. Giòn, ngâm một tí bia nữa cũng phê. Khe này. Lóc kiểu đầu bếp chuyên nghiệp á. Anh không làm chuyên nghiệp được lâu. Đấy. Đấy. Thôi cho em một cái rồi. Đây. Ngon. Những cái này vẫn còn vừa chín tới đấy. Đấy, tiếp tục. Xa. Ngon lắm. Thơm. Ngon nhiều nhỉ. Nó khuê rồi. Giòn, rất giòn. Chỗ này gần nằm, gần nằm. Nằm rồi đó. Nằm là béo ấy. Tí nữa. Giòn.
Đây chấm cho. Ừ. Rồi. Ơi, chấm miếng. Tự chảo mà tự ăn. Không chảo được. À. Khổ gân nó dai quá. Mặc rằng mọi người ăn thì những cái gân nó ăn ngon lắm nhưng mà dai. Ngon quá. Muốn tắm rồi. Tắm xong lên ăn tiếp đi. Ê. Từ từ. Tao ăn nước nữa vẫn thèm. Rồi anh em mình đến tiếp một thứ hai đi tắm này. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nè. Nhớ đăng ký và ấn chuông bên cạnh cho mình nhé các bạn nha. Nha. Và ấn đăng ký nhưng mà ấn ở phần bên trên á. À. Mình có chuông có tai rung rung rung. Điện thoại nó có ba cái phần đăng ký, ấn đăng ký này. Ấn chuông, chuông à. Chuông trên nhất đây nhá. Xong nó hiện ra chuông trên nhất nào. Bye bye. Đấy, mọi người nha. Sẽ nhận được thông báo à. Nhanh nhất và chính xác nhất. Bây giờ anh em mình phải đi tắm đây. Tắm đi. Chào tất cả mọi người nhá. Ngon rồi đấy.